Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục tin tức mỗi ngày. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Ngày 12 tháng 10, chỉ có 2.949 ca mắc COVID-19 tại 43 tỉnh, thấp nhất trong 2,5 tháng qua. Tính từ 17 giờ ngày 11 tháng 10 đến 17 giờ ngày 12 tháng 10, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 2.949 ca nhiễm mới, trong đó có 10 ca nhập cảnh và 2.939 ca ghi nhận trong nước. Các tỉnh thành phố ghi nhận số ca bệnh như sau: Thành phố Hồ Chí Minh 1.018, Đồng Nai 501, Bình Dương 447, Tây Ninh 112, An Giang 111, Đồng Tháp 87, Kiên Giang 76, Bình Thuận 72, Long An 70, Bạc Liêu 51, Gia Lai 48, Khánh Hòa 38, Cà Mau 37, Hậu Giang 31, Cần Thơ 28, Trà Vinh 28, Tiền Giang 20, Hà Nam 18, Bình Định 12, Quảng Ngãi 11, Vĩnh Long 10, Bến Tre 9, Bình Phước 9, Quảng Bình 9, Ninh Thuận 8, Thừa Thiên Huế 8, Thanh Hóa 8, Lâm Đồng 7, Bà Rịa Vũng Tàu 7, Bắc Ninh 7, Phú Yên 5, Đắk Nông 5, Quảng Trị 5, Hà Nội 4, Đà Nẵng 4, Hà Tĩnh 4, Kon Tum 4, Quảng Nam 3, Hải Phòng 2, Hải Dương 2, Lào Cai 1, Bắc Giang 1, Lai Châu 1. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Thành phố Hồ Chí Minh, Đắk Lắk, Tiền Giang. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Tây Ninh, Bạc Liêu, Gia Lai. Trung bình số ca nhiễm mới ghi nhận trong 7 ngày qua: 3.980 ca một ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 846.230 ca nhiễm, đứng thứ 41 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 155 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đợt dịch thứ tư, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 841.592 ca, trong đó có 783.278 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 6 trên 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Cạn, Tuyên Quang, Hòa Bình, Thái Nguyên, Điện Biên, Thái Bình. Có 12 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Phú Thọ, Ninh Bình, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Hải Phòng. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt này: Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang. Tình hình điều trị, số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 1.347, tổng số ca được điều trị khỏi 786.095, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.299, trong đó thở oxy qua mặt nạ 2.950, thở oxy dòng cao HFNC 654, thở máy không xâm lấn 130, thở máy xâm lấn 546, ECMO 19. Trong ngày ghi nhận 93 ca tử vong. Tại Thành phố Hồ Chí Minh 64, Bình Dương 13, An Giang 4, Kiên Giang 3, Long An 2, Bình Định 2, Ninh Thuận 1, Bình Phước 1, Đắk Nông 1, Hà Nội 1, Gia Lai 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 111 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 20.763 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm. So với thế giới, tổng số ca tử vong của Việt Nam xếp thứ 34 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 135. So với châu Á, số ca tử vong tại Việt Nam xếp thứ 10 trên 49. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 30 trên 49. Tình hình xét nghiệm, trong 24 giờ qua đã thực hiện 129.467 xét nghiệm cho 292.080 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27 tháng 4 đến nay đã thực hiện 20.332.049 mẫu cho 56.466.729 lượt người. Trong ngày 11 tháng 10, có 1.020.039 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 55.229.124 liều. Trong đó, tiêm một mũi là 39.088.086 liều, tiêm hai mũi là 16.141.038 liều. Những hoạt động của ngành y tế trong ngày: Bộ Y tế chỉ đạo Sở Y tế tỉnh Hà Nam tiếp tục mở rộng điều tra dịch tễ, truy vết thần tốc, lập danh sách tất cả những người tiếp xúc gần và có liên quan với các bệnh nhân, thực hiện cách ly y tế kịp thời, đảm bảo không để lọt các trường hợp tiếp xúc gần. Tổ chức xét nghiệm nhanh các trường hợp có chỉ định xét nghiệm theo quy định, khi xét nghiệm RT-PCR phải đảm bảo trả kết quả trong thời gian 12 giờ. Thực hiện xét nghiệm dứt điểm theo từng địa bàn và đảm bảo không để lây nhiễm chéo khi thực hiện lấy mẫu. Bộ Y tế xây dựng hướng dẫn tiêm vaccine cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi. Ngoài ra, Bộ Y tế chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng tài liệu tập huấn để tiêm vaccine cho trẻ em. Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn quy trình gồm 4 bước khi phát hiện ca nhiễm COVID-19 tại các cơ sở y tế phù hợp yêu cầu trong tình hình mới.
Bước 1 cách ly tạm thời F0, lấy mẫu làm xét nghiệm RT-PCR khẳng định nếu trước đó chỉ làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên. Bước 2, đánh giá tình trạng sức khỏe của F0 để đưa ra hướng xử trí, cách ly, điều trị phù hợp. Bước 3, nhập thông tin F0 vào ứng dụng hệ thống quản lý người cách ly và người bệnh COVID-19. Bước 4, chăm sóc F0 theo hướng dẫn, phát đồ điều trị phù hợp đối với các phòng khám chưa đủ điều kiện xét nghiệm SARS-CoV-2. Khi phát hiện người bệnh có triệu chứng nghi ngờ nhiễm COVID-19 thì lập tức liên hệ và hướng dẫn người bệnh đến các bệnh viện để được tầm soát theo quy định. Tỉnh Hà Nam, ngày 11 tháng 10 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 1799 về việc kết thúc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với một phần địa bàn xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam từ 17 giờ ngày 11 tháng 10 năm 2021. Phát hiện thêm nhiều ca mắc COVID-19 liên quan ổ dịch ở Bệnh viện Việt Đức. Ngày 12 tháng 10, trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận 7 ca mắc COVID-19 thuộc chùm ca bệnh liên quan đến Bệnh viện Việt Đức. Các bệnh nhân mắc COVID-19 mới phân bố tại các quận huyện Hoàn Kiếm 3, Đông Anh 1, Sơn Tây 1, Cầu Giấy 1, Gia Lâm 1. Chùm ca bệnh liên quan đến Bệnh viện Việt Đức từ ngày 30 tháng 9 đến nay ghi nhận tổng số 66 ca mắc tại Hà Nội. Bao gồm 33 F0 là người sinh sống tại Hà Nội, 33 F0 là người từ tỉnh khác đến điều trị, chăm sóc bệnh nhân. Với việc ghi nhận thêm 7 ca mắc COVID-19 mới, thành phố Hà Nội đã có tổng số 4.054 bệnh nhân tính từ 29 tháng 4 đến nay. Trong số đó ghi nhận người ngoài cộng đồng 1.606 ca, số ca mắc là đối tượng đã được cách ly 2.448 ca. 24 giờ qua, cả nước thêm 2.949 ca nhiễm, 93 ca COVID-19 tử vong. Tính từ 17 giờ ngày 11 tháng 10 đến 17 giờ ngày 12 tháng 10, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 2.949 ca nhiễm mới, trong đó có 10 ca nhập cảnh và 2.939 ca ghi nhận trong nước. Các tỉnh thành phố ghi nhận số ca bệnh như sau: Thành phố Hồ Chí Minh 1.018, Đồng Nai 501, Bình Dương 447, Tây Ninh 112, An Giang 111, Đồng Tháp 87, Kiên Giang 76, Bình Thuận 72, Long An 70, Bạc Liêu 51, Gia Lai 48, Khánh Hòa 38, Cà Mau 37, Hậu Giang 31, Cần Thơ 28, Trà Vinh 28, Tiền Giang 20, Hà Nam 18, Bình Định 12, Quảng Ngãi 11, Vĩnh Long 10, Bến Tre 9, Bình Phước 9, Quảng Bình 9, Ninh Thuận 8, Thừa Thiên Huế 8, Thanh Hóa 8, Lâm Đồng 7, Bà Rịa Vũng Tàu 7, Bắc Ninh 7, Phú Yên 5, Đắk Nông 5, Quảng Trị 5, Hà Nội 4, Đà Nẵng 4, Hà Tĩnh 4, Kon Tum 4, Quảng Nam 3, Hải Phòng 2, Hải Dương 2, Lào Cai 1, Bắc Giang 1, Lai Châu 1. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Thành phố Hồ Chí Minh, Đắk Lắk, Tiền Giang. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Tây Ninh, Bạc Liêu, Gia Lai. Trung bình số ca nhiễm mới ghi nhận trong 7 ngày qua 3.980 ca một ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 846.230 ca nhiễm, đứng thứ 41 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 155 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đợt dịch thứ tư, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 841.592 ca, trong đó có 783.278 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 6 trên 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Cạn, Tuyên Quang, Hòa Bình, Thái Nguyên, Điện Biên, Thái Bình. Có 12 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Phú Thọ, Ninh Bình, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Hải Phòng. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt này: Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang. Tình hình điều trị, số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 1.347, tổng số ca được điều trị khỏi 786.095, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.299, trong đó thở oxy qua mặt nạ 2.950, thở oxy dòng cao HFNC 654, thở máy không xâm lấn 130, thở máy xâm lấn 546, ECMO 19. Trong ngày ghi nhận 93 ca tử vong. Tại thành phố Hồ Chí Minh 64, Bình Dương 13, An Giang 4, Kiên Giang 3, Long An 2, Bình Định 2, Ninh Thuận 1, Bình Phước 1, Đắk Nông 1, Hà Nội 1, Gia Lai 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua 111 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 20.763 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm. So với thế giới, tổng số ca tử vong của Việt Nam xếp thứ 34 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 135. So với châu Á, số ca tử vong tại Việt Nam xếp thứ 10 trên 49. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 30 trên 49.
Tình hình xét nghiệm, trong 24 giờ qua đã thực hiện 129.467 xét nghiệm cho 292.080 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27 tháng 4 đến nay đã thực hiện 20.332.049 mẫu cho 56.466.729 lượt người. Trong ngày 11 tháng 10, có 1.020.039 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 55.229.124 liều. Trong đó, tiêm một mũi là 39.088.086 liều, tiêm hai mũi là 16.141.038 liều.